Xin chào mọi người nhé. Chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Toàn Với Bãi. Nay lại giới thiệu với mọi người một cái máy cưa xích tay cụt của hãng Komatsu. Máy cực kỳ đẹp luôn. 9 nút luôn. Máy sơn còn rất là bóng. Làm xích còn nguyên zin nguyên bản. 5 nguyên bản mọi người. Ốc còn vàng. Đấy, ốc vàng ươm luôn. Ốc này như ốc đồng luôn. Máy này nó mã của máy là G300 nha mọi người. Một dòng máy rất là được anh em khu vực dưới miền miền xuôi miền miền Nam á, miền Tây ở chỗ. Máy này nó sử dụng cái lam 12 inch Komatsu 12 inch mọi người. Komatsu Zenoat này. Lam zin mọi người, máy zin lam zin. Máy vệ sinh sạch sẽ nổ rồi. Bây giờ test thử cho mọi người nhé. Cái máy này thì máy đẹp. Xuất sắc luôn ạ. Nổ thử cho mọi người. Hơi rất ok nha mọi người. Hơi rất là ok. Giật. Chúng ta lên ga một chút cho nó nổ. Lên ga một chút cho nó dễ nổ nha. Bóc ga và cài ga nè. Máy xuất sắc luôn. Galaxy rất là nhuyễn. Bơm nhớt rất là ok mọi người. Nổ là cái nó phun nhớt ra luôn. Nổ một cái phun nhớt ra luôn. Dưới này chỉ có xước cái phần này nó chạm đất rồi mọi người. Đó, hai cái đường gân này nó chạm đất thôi. Có xu thì nó có dây dù luôn. Đó, nó làm dây dù này thì để tránh đứt cao su ấy mọi người. Ô mới keng luôn. Chúng ta nghiêng máy mà chúng ta không lên ga là nó sẽ dồn xăng lên, nó nhiều khi nó bị ngợp luôn đấy mọi người ạ. Bơm nhớt cực kỳ tốt. Cho mọi người nghe chơi vậy thôi nhé. Máy rất là đẹp. Hãng Komatsu Zenoat thì mọi người cũng biết rồi. Thì dòng này nó là cái máy chuyên để mọi người cắt ở trên cao, cắt tỉa cành, làm cây cảnh, làm cây bonsai đó. Thì nó rất thích hợp cho anh em làm những cái công việc nhẹ hoặc là những cái công việc mà ở trên cao cần đòi hỏi những cái máy nó nhẹ nhàng mà nó ngon lành ổn định, thì cái dòng Komatsu này thì nó rất là ok.
Cái này ví dụ như các chú các bác và các ông lớn tuổi người già thì làm những cái dòng máy như thế này thì nó rất là nhẹ nhàng. Thứ nhất là nó dễ nổ, thứ hai nữa là nó không có nặng mà nó êm. Đó, mọi người nghe cái tiếng máy rất là êm. Thì cái dòng này thì nó không không sử dụng tay thắng, nhưng mà đây là cái dòng đặc trưng của Komatsu G300 này, G3000 này, G300 G3001 này, G301 này. Đó. Thì những cái dòng hoặc là những cái dòng Ryobi á, những cái dòng dòng Ryobi vàng 2500 Yenoát. Nói chung là những cái dòng Komatsu tay cụt này kiểu dáng như thế này thì nó đều không có tay thắng, nó rất là nhẹ nổ. Đó. Đồ của nó cũng rất là phổ biến, cũng rất là dễ 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 dễ, dễ thay thế, đồ rất là nhiều. Trên này thì nó có cái tem nhôm luôn mọi người, tem nhôm nó đóng số luôn 630 này, cái số series ấy, cho mọi người xem. Đó, số series là 630 753 tiếng Nhật hết nhé. Đây là cái số điện thoại của bên cái cơ sở người ta bán ở bên Nhật, thì mọi người tham khảo cái số điện thoại mà điện alo cho mọi người cho người ta nhé, nếu mà ai biết tiếng Nhật nói chuyện. Đấy, G300 Komatsu, tem mác còn nguyên nhé, ốc ốc còn vàng như là ốc mới luôn, chưa chày. Thì cái này mình cũng rất là hạn chế tháo ra tháo vào để cho nó giữ được cái độ đẹp của máy. Thì ai mà thích thì có thể là mình sẽ gửi luôn cả như thế này cho mọi người luôn, khỏi cần phải tháo ra. Mọi người có biết không, cái những cái xe Honda đấy mà vô trong hãng, nếu như mà gặp cái anh thợ kỹ thuật nào anh kỹ tính ấy, thì cái xe mới ví dụ như SH đồ tháo những con ốc ấy, người ta còn phải đưa những cái rẻ như thế này mọi người. Đấy. Đưa cái rẻ này người ta chụp những con ốc như thế này. Đó, xong bắt đầu người ta mới đưa cái dụng cụ vào. Đó, người ta xoáy. Xoáy thì nó sẽ không bị trơn mất cái cạnh của con ốc đi. Có những anh thợ anh rất là kỹ tính, anh ấy rất là cẩn thận cho khách hàng như thế. Đấy, cho mọi người xem. Ốc bên dưới này cũng còn đen thui luôn. Đó, mọi người thấy không? Cái này nó xài lục giác hoa thị nhé. Côn này. Mọi người nhìn côn đây. Đấy. Rất là đẹp luôn, bên trong rất là đẹp. Chắc có lẽ mình tháo bên trong ra, tháo cái nắp này ra cho mọi người xem bên trong như thế nào nhé. Lâu lâu rồi mới làm video lại, tại vì cái công việc nó nhiều quá, công việc toàn công việc nhà với cả cái máy cắt cỏ, và đợt này mình đang dọn. Rồi đây mọi người, cô này nó xài 2 lò xo này mọi người này, xài 2 lò xo này. Để lau này cho mọi người xem cái miếng chắn xích đây, rất là đẹp luôn. Lau đi mọi người thấy, lau đi nó sạch. Cái máy này về còn chưa vệ sinh luôn mọi người ạ, mới lau lau sơ qua, xịt 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 sơ sơ qua. Đấy, mọi người thấy không, đẹp long lanh luôn, ốc vàng ươm luôn, tăng sên, ốc tăng sên vàng ươm luôn. Cái chặn xích này, chặn sên này bằng mủ nhé, chặn sên bằng mủ còn nguyên luôn. Đó, mọi người thấy chưa, còn đất bẩn như này mà máy nó đã đẹp như vậy rồi đấy. Kính nhông này, nhông còn rất là đẹp luôn nhé, chưa mòn nhé, mới có dấu xích chạy thôi nhé.
Cái dòng này rất là dễ. Mình rất là ưu tiên cái dòng Genoa này. Komatsu này, Komatsu mình đợt này mình lấy rất là nhiều Komatsu, kể cả từ những cái cắt cỏ này, máy cưa tay dài tay cụt Komatsu. Komatsu thì con này là còn còn duy nhất một con này thôi. À còn hai con này với một con nữa. Komatsu thì còn hai con tay cụt. Còn tay dài thì còn khá là nhiều. Genoa. Đó mọi người thấy chưa? Long sơ qua đã đẹp rồi này. Sạch sẽ cái là nó đẹp ngay. Rồi nổ lại cho mọi người nghe tiếng máy nhá. Lên ga chút nhá. Vẻ như mình để lăng tí hơi nhỏ mọi người. Mình chỉ lăng tí lớn hơn một chút đi. Rồi, ok. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho toàn máy bán nhé. Wow, máy rất là nhạy luôn.